Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái động cơ bơm nước ba ngựa của hãng Hitachi nhé các bạn. Xuất xứ từ Thái Lan với mẫu sản phẩm là 3HB TSO gạch K 4B nhé các bạn. Thì 3HB có nghĩa là ba ngựa với cái phần motor đây, động cơ đây nhé các bạn. Thì bên trên thì có in mã máy và nơi sản xuất của động cơ nhé các bạn, với số series đầy đủ trên này. Và con này nó sử dụng điện đa phan nhé các bạn, 380V, với lại là cái vòng quay của nó trên 1430 vòng trên phút nhé các bạn. Như các bạn thấy thì cái động cơ khá là chất lượng, các bạn thấy Hitachi nhé các bạn, xứ từ Thái Lan và có tem chống hàng giả 7 màu phía trên phần motor nhé các bạn. Động cơ thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái động cơ bơm nước của hãng Hitachi ba ngựa sử dụng điện ba pha. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hay truy cập vào link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.